Chào các bạn, hôm nay mình sẽ ăn cơm với cái món cà tím xào với nấm rơm nha các bạn. Mình mới vừa làm xong nè, cái dĩa cà của mình nó còn nóng hổi hổi luôn á các bạn. Nhìn hấp dẫn vô cùng luôn á. Cái món này ăn với cơm trắng là hết nồi cơm nha. Cái miếng cà các bạn nó vàng ươm ha, mà nó mềm á, nó còn nguyên miếng gì nè, nhìn hấp dẫn dữ lắm luôn các bạn. Ở phía bên trong á, các bạn thấy không, nó còn giữ cái màu xanh ở trong ha. Ở ngoài thì vàng nhưng mà ở bên trong á, là nó có cái màu, giữ được cái màu xanh nè. Cái nấm rơm á, nó áo với cái lớp gia vị á, nó bóng cái nấm nè, nó ẩn sang màu hồng hồng nè. Nhìn hấp dẫn ghê nơi luôn á. Cái món cà tím này á, là cái món thực phẩm vàng cho cái sức khỏe về tim mạch đó mà. Cho nên thỉnh thoảng mình cũng đưa vào cái thực đơn cơm của nhà mình nha. Ở đây mình có hai cái trái cà tím nè các bạn. Ăn cái cà tím này hỗ trợ rất tốt cho tim mạch nha các bạn. Cho nên người ta còn gọi đây là một cái sản phẩm vàng cho những người mà bị huyết áp á. Rồi ở đây mình có 200 g cái nấm rơm nha các bạn. Mình đã rửa sạch rồi, rửa qua nước muối. Một trái ớt, hai cái cọng hành. Mình có sử dụng ít tỏi nữa đó. Rồi ở đây là 2 muỗng cà phê nước mắm nè, 1 muỗng canh tương ớt. Các cái gia vị đi kèm á, thì có nè, 1 muỗng cà phê đường nè, 1 muỗng cà phê bột nêm nè, nửa muỗng bột ngọt thôi nha các bạn. Xài một chút xíu bột ngọt thôi, còn nếu như các bạn nào không thích ăn bột ngọt thì thôi. Rồi một lát mình sẽ sử dụng một ít tiêu, tiêu mình xay xong rồi nè. Và cái món này á, thì mình có sử dụng một ít bột. Cái bột này á, là chai mặn đều dùng được nha các bạn. Và mình có sử dụng thêm cái dầu ăn, rồi một ít nước. Rồi bây giờ bắt đầu mình cùng làm nha các bạn. Đây là một cái thau nước ha, mình sẽ cho hết cái phần muối vô đây. Mình sẽ quậy muối này cho nó tan ra ở trong cái thau nước này nha các bạn. Thì cái món này làm cũng nhanh lắm các bạn. Cà thì mình sắc cỡ miếng vừa ăn cỡ này là vừa rồi. Rồi cà này mình sẽ chẻ ra ha các bạn, chẻ miếng trái cà này làm ba thì cái đó thì tùy thích ở các bạn thôi, muốn chẻ làm mấy thì tùy ở các bạn đây ha. Mình thì mình chẻ bao nhiêu đây. Cái cà tím mình ngâm trong cái nước muối như vậy là được rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ vớt ra. Ngâm như vậy á, là cái mủ của cái cà tím á các bạn, nó ra ha, các bạn nhìn thấy nè, cái nước nè nó vàng vàng ha. Nè. Mình lấy cái mủ nó ra làm vậy cái miếng cà của mình nó trắng nha. Rồi bây giờ mình sẽ vớt ra gỗ và mình cũng không có rửa lại nước lạnh, mình vớt ra như vậy là xong rồi đó các bạn. Ngâm muối này là chủ yếu là mình để cho nó ra cái mủ của cà thôi à, chứ cà mình đã rửa sạch rồi nha. Tỏi này mình bầm ra cho nó nhuyễn một chút nha các bạn. Mình sẽ sử dụng cái góc hành mình sắc riêng nha. Này mình sẽ biến nha các bạn. Ớt này mình làm mình để mình tạo màu nha.
chứ nó hơi the the, nó không có cay. Rồi bây giờ trà này nè, mình chỉ cần lăn sơ qua thôi chứ không có cần phải là tẩm bột nhiều nha các bạn. Các bạn chỉ cần lăn sơ qua đây gì nè là được rồi đó. Dầu nó sôi rồi mình cho cà vô mình chiên ha các bạn. Thì cà hồi nãy mình tẩm bột rồi đó, mình để vô mình chiên thôi. Thì cái này làm cũng nhanh lắm các bạn ơi. Nè, chút xíu là nó vàng rồi đó. Cái cà mà nó vàng lên như vậy là được rồi nha các bạn. Đừng có để nó vàng quá nha. Nè, nó vừa ngã vàng như vậy là được rồi, mình gấp nó ra. Cốt yếu là mình chiên cái này để cho cái cà của mình nó giòn nha. Mình khi mà mình xào lên á, nó còn nguyên miếng nha các bạn, nó không có bị rã ra. Rồi mình cũng dùng cái chảo hồi nãy ha các bạn. Bây giờ mình sẽ cho vô một miếng dầu mới nè. Ít thôi ha các bạn. Mình sẽ cho cái tỏi nè. Với cái gốc hành vào mình phi ha. Bây giờ mình phi cho cái hành với cái tỏi cho nó thơm lên nha. Rồi cái hành tỏi vàng như vậy là được nha các bạn. Mình tắt bếp đi để mình nêm. Mình sẽ cho hết cái phần nước mắm vô nè. Mình cho hết cái phần gia vị vô nè. Cái phần tương nè, mình sẽ cho hết cái phần tương vô. Mình sẽ cho vô đây một miếng nước nha các bạn. Miếng nước này để mình chán cái chén nè. Mình cho vô miếng nước. Rồi, hồi nãy mình cũng có nói, nhưng mà trong cái món xào á thì mình thích cho vô một miếng dầu hào nha các bạn. Nếu bạn nào có thì nhà bạn nào có thì cho, còn không thì thôi cũng được. Mình bật cái bếp lên mình nấu cho các cái gia vị nó tan ra hết các bạn. Rồi để mình nêm lại coi. Bây giờ mình sẽ cho hết cái phần mắm rôm vô. Mình xào ha. Mình sẽ cho vô đây một miếng tiêu nha các bạn. Mình xào mà mình thấy cái nấm rơm này nó chân lại như vậy là nó chín rồi đó các bạn. Như vậy là nó chín rồi nè. Nhìn hấp dẫn hơn ha. Để mình xào một chút xíu nữa cho cái nước nó cạn cạn rồi mình hãy để cà vô. Rồi bây giờ mình sẽ cho cà vô nha các bạn. Như vậy là cái món ăn của mình sắp xong rồi đó. Mình để lửa nhỏ nhỏ rồi cho các cái gia vị nó thấm vô cái miếng cà nha. Rồi cái phần cơ bản là các bạn thấy xong rồi đó các bạn. Các bạn nhìn xem nè, cái miếng cà nó vàng ươm nha, mà nó cái thịt ở phía bên trong nó vẫn còn giữ cái màu xanh nha.
nhìn rất là hấp dẫn. Bây giờ mình sẽ cho hết cái phần ớt vô. Cho miếng hành vô hết các bạn. Rồi cái phần chia sẻ về cái món cà xào nấm rơm của mình đến đây đã xong rồi hết các bạn. Nếu các bạn thích thì các bạn hãy like và share cho mọi người cùng xem nha. Nhớ subscribe để ủng hộ cái kênh của mình ha. Tạm biệt các bạn.